Hai thương hiệu Mercedes-Benz và BMW mặc dù là đồng hương đến từ Đức nhưng lại luôn là đối thủ không đội trời chung của nhau. Mỗi dòng xe được ra mắt đều mang tính chất cạnh tranh trước đối thủ. Tại Paris Motor Show 2018 đang diễn ra thì BMW đã chính thức giới thiệu mẫu xe G20 3 Series của mình, một đối thủ thực sự nặng ký của Mercedes-Benz C-Class. Trong video này, mời các bạn cùng Auto Daily xem BMW 3 Series 2019 và Mercedes-Benz C-Class 2019 mang đến cuộc đua hôm nay những loại vũ khí gì. Xét về tổng thể thiết kế ngoại thất của BMW 3 Series 2019 khá ấn tượng, với dáng xe trường hơn so với thế hệ trước. Về kích thước, xe có chiều dài 4.709mm, rộng 1.827mm. So với thế hệ cũ thì 3 Series mới này dài hơn 89mm, rộng hơn 16mm nhưng chỉ cao hơn 1mm. Và chiều dài cơ sở tăng thêm 41mm, đạt 2.851mm, lớn nhất trong phân khúc. Thế hệ mới 3 Series có phần đầu xe được đánh giá tốt hơn bất cứ model nào trong dòng xe này. Nắp capo có nhiều đường gân sắc nét hình chữ V hướng về phía trước. Lưới tản nhiệt đặt thấp và viền chrome được làm liền khối. Camera nằm chính giữa phía dưới lưới tản nhiệt. Xe mang cụm đèn pha hai vòng tròn Corona Ring với công nghệ laser và các bạn có thể tùy chọn thấp hơn là công nghệ LED. Mercedes-Benz C-Class 2019 cũng sở hữu sự thay đổi lớn ở cả nội thất lẫn ngoại thất. Chính vì vậy, mẫu xe này đã tạo được trào lưu lớn trên thế giới. Xét về thông số kỹ thuật của C-Class thì dòng xe này không có lợi thế so với BMW 3 Series. Ngoại thất phiên bản mới này được chăm chút nhiều hơn tới các chi tiết, cụm đèn pha uốn lượn, hốc gió phụ bên được hạ thấp tạo cảm giác xe bám đường và chắc chắn hơn. Lưới tản nhiệt dạng thẳng đứng được mở rộng và có thiết kế khác nhau giữa các phiên bản. Mặc dù cùng là những đường nét thiết kế của người Đức, nhưng 3 Series và C-Class lại sở hữu cho mình những đường nét thiết kế khá riêng biệt. Điều này ngày càng được thấy rõ khi BMW giới thiệu dòng 3 Series mới của mình. Ở góc 3/4 của cả hai xe, các bạn có thể thấy sự mềm mại trên thiết kế của C-Class và ngày càng giống người Anh cả S-Class. Còn cứng cáp và nam tính xuất hiện trên 3 Series. Phần hông của 3 Series còn nổi bật hơn nữa với tùy chọn la răng M Sport cùng logo luôn nằm đúng dạng. Một điểm khiến BMW ăn điểm hơn nữa nhờ viền cửa kính đều được sơn chrome đen bóng làm tăng tính thể thao cho xe. Mặc dù được thay đổi khá nhiều ở ngoại thất nhưng chất BMW gần như vẫn được giữ nguyên khi phần đuôi xe có sự hiện diện của cụm đèn hậu chữ L cách điệu và được làm mảnh hơn các thế hệ trước. Cặp ống xả đơn đặt đối xứng hai bên kết hợp cùng cản sau thể thao, còn C-Class dường như đang đi theo hướng một dòng xe sở hữu sự hài hòa phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Xét về thiết kế tổng thể nội thất thì 3 Series và C-Class đều được thay đổi hoàn toàn và phá bỏ sự đơn giản trước đây, thay vào đó là sự tinh tế kèm những công nghệ hiện đại. Bảng táp lô của 3 Series vẫn là kiểu bố cục hướng về phía người lái nhưng sẽ không còn sự nhàm chán nữa mà trước mắt bạn sẽ là những cải tiến rất đáng được nhắc đến. Vô lăng bọc da ba chấu và các phím điều khiển cơ bản. Một điểm rất đáng được khen ngợi cho cả BMW và C-Class là ở phía sau vô lăng, thay vì đồng hồ analog thì giờ là màn hình cỡ lớn hiển thị toàn bộ thông tin vận hành và màn hình HUD trên kính lái. Đưa mắt sang bên phải, các bạn sẽ bắt gặp ngay một màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn được trang bị trên cả hai dòng xe. Mercedes-Benz nổi bật với cụm phím điều khiển co mang tắt, còn BMW tăng khả năng gắn kết giữa người dùng và xe qua trợ lý ảo thông minh khi được tích hợp vào màn hình thông tin giải trí trung tâm. Các bạn có thể giao tiếp hay ra lệnh điều chỉnh hệ thống đèn viền nội thất, chỉnh điều hòa và đóng mở cửa sổ trời qua cử chỉ của tay. Và tiếp dưới là khu vực điều khiển điều hòa, với việc giản lược bớt nút bấm kèm màn hình thông số nằm giữa hai cửa gió, BMW đã cải tiến rất tốt về mặt thiết kế cũng như bố cục cho bảng táp lô của 3 Series. Nếu như trước đây những mảng ốp làm điểm nhấn trên bảng táp lô và công suất trung tâm của BMW không được chú trọng tới, thì trên mẫu xe này đã khác, các vật liệu lạ và đẹp đã được đưa vào như các bạn thấy trên hình. Xe vẫn được trang bị 3 chế độ lái như thế hệ trước và công nghệ hỗ trợ lùi tích hợp trên cần số. Mercedes-Benz C-Class là dòng xe được khá nhiều người lựa chọn bởi thiết kế nội thất sang trọng và ngập tràn công nghệ. Bố cục bảng táp lô dạng chữ T với tay lái thể thao 3 chấu được bọc bằng da Nappa cao cấp cùng hệ thống nút bấm điều khiển mới bắt mắt hơn. Tiến ra hàng ghế thứ hai, nơi mà trước đây C-Class luôn chiếm ưu thế nhờ không gian và ghế ngồi được thiết kế rộng rãi, thì nay BMW 3 Series đã nâng cấp và vươn lên vị trí top trong phân khúc. Xét về khả năng vận hành, tính tới thời điểm hiện tại thì cả hai đối thủ nặng ký từ Đức này chưa được đưa về Việt Nam, nên mời các bạn cùng điểm qua thông số động cơ của hai dòng xe mới này. Về động cơ, cả hai phiên bản BMW 320d và 330i đều được trang bị động cơ 4 xi lanh nâng cấp. Trong đó, bản 320d sử dụng động cơ tăng áp kép Twin Power Turbo, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 187 mã lực, mô men xoắn 400 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,7 giây. Tiếp đến là phiên bản 330i có sức mạnh 255 mã lực, mô men xoắn 400 Nm, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 5,8 giây. Còn đối với C-Class 2019, tại Mỹ sẽ được trang bị động cơ 4 xi lanh tăng áp 2.0 lít mới cho công suất 255 mã lực và mô men xoắn cực đại 369 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp quen thuộc.
Nếu thấy video hay, các bạn nhớ like hoặc share video này và đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.